Đen không để đâu cho hết, ba tuổi dính họa thị phi, vận hạn cực xấu từ 12 phần 6 đến ngày 18 tháng 6 năm 2023 tuổi thìn. Tuổi thìn là một trong những con giáp sống rất ngay thẳng nhưng điểm yếu của họ là sự cả nể. Chính vì thế mà không ít lần người tuổi thìn vướng vào những chuyện ồn ào không đáng có. Trong công việc, họ đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn gặp phải vô số khó khăn và không thể hoàn thành công việc trước thời hạn cho phép. Chính sai lầm này đã khiến tuổi thìn mất đi vị trí ngôi sao trốn công sở của mình tuần mới từ 12 phần 6 đến 18 trên 6, con giáp này cũng liên tục vạ miệng vì những phát ngôn mang tính suy đoán của bản thân. Họ cần phải thực sự chú ý và nên kín miệng hơn để tránh những chuyện không hay. Tuổi thìn nên biết rằng xung quanh họ có rất nhiều kẻ tiểu nhân đang chờ con giáp này gặp họa. Đặc biệt, tuổi thìn nên lập cho bản thân một kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh mua phải những món đồ không dùng đến, vừa chật nhà vừa tốn tiền. Tuổi tỵ Trong tuần mới, tuổi tỵ có thể dính thái tuế nên làm gì cũng gặp khó khăn, vất vả. Thậm chí, nếu không quản lý tốt mọi chuyện, tiền bạc và sự nghiệp của con giáp này sẽ xuống dốc không phanh. Trong công việc, họ bị cấp trên giao cho vô số những việc ngoài tầm kiểm soát. Dù nổi tiếng là người thông minh, nhanh nhạy và dám nghĩ dám làm nhưng con giáp này vẫn có thể gặp thất bại và mất đi sự tin tưởng từ khách hàng, lãnh đạo. Bên cạnh đó, vì đầu tư sai chỗ mà người tuổi tỵ có thể phải bù lỗ một số tiền khổng lồ. Không những vậy, con giáp này còn bị nhiều đối tác đánh giá là thiếu chuyên nghiệp và không uy tín trong làm ăn nếu không tìm ra phương án ngay lập tức để chặn tình trạng này thì tuổi tỵ có thể mất đi một lượng đối tác lớn chính vì thế lời khuyên cho tuổi tỵ ở thời điểm này là cần làm mọi việc với sự cẩn trọng trước khi quyết định đầu tư gì họ nên tham khảo ý kiến những người có kinh nghiệm để tránh đầu tư sai lầm tuổi mùi không chỉ sống thực tế và cẩn trọng tuổi mùi còn là người đối diện với khó khăn bằng tinh thần lạc quan nhất khác với mọi người khi rơi vào tình huống bất ngờ con giáp này hiếm khi tỏ ra mất bình tĩnh thay vào đó Họ xem xét vấn đề một cách cẩn thận và từ đó tìm ra những phương án giải quyết hợp tình hợp lý nhất. Ngoài ra, tuổi Mùi cũng là người chăm chỉ, tỉ mỉ và chịu thương chịu khó nên thường được cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, những ưu điểm này của họ lại khiến nhiều người xung quanh ghen ghét, đố kỵ. Trong tuần mới, con giáp này có thể vì một phút bất cẩn và không đề phòng mà rơi vào cảnh tiền mất tật mang. Trước đó, tuổi Mùi có nói ra một vài câu không đúng mực và đây có thể là lý do khiến họ bất ngờ vướng vào hạn thị phi. Lời khuyên dành cho con giáp này chính là nên đề cao tinh thần cảnh giác ngay từ đầu tuần. Ngay cả với người đáng tin nhất, họ cũng nên cẩn thận khi phát ngôn để tránh rước họa vào thân. Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.